Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh thì một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay, 16 tháng 9 tại quận 5, làm ít nhất 7 người trong hai gia đình thiệt mạng. Người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên VTC 14. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà cấp 4, kinh doanh các vật liệu của ngành làm tóc và cũng là nơi sinh sống của hai gia đình. Theo người dân địa phương, do đám cháy phát sinh vào rạng sáng, khu vực vắng người nên việc chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Cái cửa sắt trước này nè mới xẹt xẹt lửa, cái đồng nó lan tràn qua nguyên nhà luôn. Ở trong đó là chỉ ra đây là dân chúng là có thương người lắm. Rồi bây giờ đâu có gì chữa cháy, mấy cái lại anh bán sập áo nè, kêu anh mượn chữa cháy là chữa. Với đây cái gượng cháy nữa là hai cháy. Trong cái nước là mưa cũng dữ lắm. Rồi có cái xe công viên cái tới nước đây dân chúng ta cũng gần lại chữa cháy. Tôi vì thằng con trai tôi á là chạy qua bên cây xăng á, là mượn mấy cái bình chữa lửa lớn của bên cây xăng tôi kéo lại tôi xịt. Lửa cháy mạnh quá và trong đó hóa chất với lại cửa sắt nó cháy đỏ rực lên thành, không có cách gì tôi biết trong đó có người mà không cách gì để mà cứu được. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an, dân phòng đã có mặt nhưng không tiếp cận được căn nhà. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy bùng phát mạnh, các hóa chất, phụ liệu cháy phát sinh nhiều khí độc nên rất khó tiếp cận hiện trường. Cửa kính đóng bít mà chúng tôi phải phá cửa. Cái thứ hai nữa là ngay chỗ không có cửa thoát hiểm, cho nên là chúng tôi là phải bọc hậu phía sau để mà chúng tôi mới đập các cái ô cửa để tạo khoảng trống để mà tìm kiếm người bị nạn từ ở bên trong. Rồi chúng tôi phải sử dụng ngay chỗ cái phương tiện chuyên dùng xe thang từ ở trên chúng tôi chọc xuống để mà tức là ba mũi giáp công. Nhưng mà để thực hiện ba mũi này thì rõ ràng là không chuyện đơn giản chút nào. 7 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, một con số mất mát quá lớn tại vụ cháy căn nhà số 416 Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Theo những người dân địa phương thì hiện tại còn ít nhất 3 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy tại căn nhà này. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bằng cách tiếp cận từ phía bên hông và phía sau của căn nhà, vì phía trước toàn bộ đồ đạc đã bị cháy rụi và nằm chắn ngang không thể tiếp cận được. Liên tục các thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, những giọt nước mắt của người xung quanh. Tất cả vật dụng trong căn nhà đều cháy rụi. Đến 8 giờ sáng nay, danh tính các nạn nhân đã được xác định. Lực lượng cứu nạn đang tích cực tiếp cận đưa toàn bộ vật dụng bị cháy ra ngoài. Phòng cháy chữa cháy đó, và cứu hộ cứu nạn tiếp tục dọn sạch cái hiện trường để chúng ta cùng với công an thành phố xác định xem còn người nào nữa hay không. Sau khi dọn sạch là tiến bản rõ ràng để kết luận số người chính thức. Cái thứ hai đó là công an thành phố và cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp để khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân cháy cho nó rõ. Đến chiều hôm nay, đoạn đường Nguyễn Trãi vẫn bị phong tỏa. Theo lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tích cực xử lý nhưng không thành công. Vì vậy, ý thức về phòng cháy chữa cháy phải được quan tâm hơn. Tôi cho rằng cái ý thức về phòng cháy chữa cháy, cái nâng cao cảnh giác trước cái hỏa hoạn thì có thể là nó sẽ xảy ra bất cứ nơi đâu. Do đó cho nên là cái lời khuyên của chúng tôi thì vẫn là tất cả mọi người, tất cả người dân đều phải luôn luôn có ý thức rất là cao về phòng cháy chữa cháy, và chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mình để khi có cái sự cố, có cái hỏa hoạn xảy ra thì mình là xử lý được kịp thời mà chủ động xử lý được. Cả hai gia đình với 7 thành viên thiệt mạng, một mất mát quá lớn. Căn nhà số 416 Nguyễn Trãi có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh với người dân trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra cháy nổ với nhiều vụ để lại hậu quả nghiêm trọng. Việc tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của mỗi gia đình, mỗi người dân là điều hết sức cần thiết.